chung một mái nhà, gần nhau hay đôi lúc cách xa. Mình là những người xa lạ mà sao yêu thương rất chan hoa. Tình nghe từng năm thêm thấu hiểu, nụ cười niềm vui sáng trưa chiều, vượt mọi gian khó bao điều, buồn vui bên nhau mãi tin yêu. Gia đình là nhà, là một nơi an yên mãi không phai nhòa. Gia đình là mẹ, là ba, là con, là chúng ta. Dù một ngày bước trên con đường dài, đời vẽ mơ ước tươi sáng tương lai, và một ngày sẽ quay lại đoàn viên, hạnh phúc thiêng liêng, cuộc sống yêu thương bình yên. Gia đình là nhà, là một nơi an yên mãi lo lắng phai nhòa. Gia đình là mẹ, là ba, là con, là chúng ta. Dù một ngày bước trên con đường dài, đời vẽ mơ ước tươi sáng tương lai, và một ngày sẽ quay lại đàn viên, hạnh phúc thiêng liêng, cuộc sống yêu thương bình yên. Chờ tới khi nào chị hai? Thì khi nào anh tới thì ăn thôi. Đói quạo nghe, lâu lắm rồi đó. Thì chờ thêm xíu nữa có sao. Ủa hai. Anh Nghĩa tới rồi hả? Chào ảnh đi. Chào rồi. Anh Nghĩa ngồi đi. Nói nói tự nhiên gia đình mà. Ê, nhẹ nhẹ thư ghế gia đình hết. Múc cơm chứ trời, anh Nghĩa anh đói nãy giờ kìa chị hai. Wow, sao cô hai nấu nhiều món quá vậy? Bình thường hai chị em á cũng ăn nhiều y như vậy đó. Xạo, bình thường ăn có món mặn món canh nè, hôm nay bày đặt nói xạo nha. Đây, mời anh. Cảm ơn cô hai. Nè, gấp miếng em, hôm nay gấp tôi vậy. Nè, không ăn uống đàng hoàng, im lặng giữ trật tự là tối nay chị cho ra chuồng heo ngủ rồi chưa? Cho người ta chuồng heo ngủ, định ngủ với ai nữa hả?
làm gì đứng đó ghê vậy? Thì ủa sao tự nhiên đứng đây trời? Ghê lắm Tám ơi. Tám, hồi nãy á nè Tám, tự nhiên cái màn rung rung, cái cửa sổ này nè, hình như có cái bóng con ma Tám. Thôi em bị vậy á, nhà em biết bao nhiêu năm nay rồi, làm gì có ma. Không, thiệt thấy ghê không, lắm. Không thể nào có ma được đâu. Không, không có ma vậy cả. Thì có khi nào có đứa nào dở trò không ta? Ai dở trò kỳ vậy? Nhiều khi á, trong xóm á, thấy anh Nghĩa là người mới tới đây nè, cho nên nó giả ma giả quỷ, nó hù anh Nghĩa đó. Ủa, tôi có làm gì đâu mà ta hù tôi ta? Thì nhiều khi nó phá phách nó vậy đó. Dạ. Thôi, họ không sao đâu, anh Nghĩa cứ yên tâm ngủ đi. Ở đây có em nha, có gì em canh cho, yên tâm nha. Canh à? Dạ. Nha nha, có gì ngủ đi, ngủ đi. Có em đây, anh Nghĩa cứ yên tâm nha. Ngủ đi nha. Nghĩ sao mà để cái cây bê tông này vậy trời? Ủa? Vừa mà ta, chơi ngu vậy? Làm cái gì mà hết hồn vậy? Trời ơi, bà làm tôi hết hồn quá bà. Hồi tôi đi ngoài tôi thấy sao bà nằm ở đây, tôi tưởng bà canh cái gì trên nóc nhà. Ô mắc gì tự nhiên ra đây nằm vậy? Ủa thì nhà tôi không muốn ngủ đâu, tôi ngủ với trời. À, sao không ngủ ở trong, ra đây ngủ làm chi? Tôi thích ngủ ở đây. Bà mắc cười quá. Mà sao tự nhiên ở trong phòng không ngủ, đi ra mái hiên ngủ? Ủa thì nhà tôi nói rồi, tôi thích ngủ đâu, tôi ngủ. Gì vậy? Canh phải không? Canh gì? Trai xì phố mà, cao to, đẹp trai, trẻ khỏe. Nghĩ sao Tám tịnh tâm làm đi canh trai rồi. Quên đi ha. Tám tịnh là tại vì Tám ới. Trời đất ơi, thích ế gì đó, ế cho trai nhìn vô thèm được không? Trai nhìn vô thèm. Ôi nha. Trai xì phố à? Sao lại nhiều chuyện quá? Hỏi thì thôi. Chuyện sợ luôn á. Không ơn thôi về. Thôi bạn đi về, về về em tôi đi. Cái này bạn bè mới nói nè, mình con gái á, có phòng không ngủ, ngủ ở ngoài này nằm banh chân như vậy, lỡ rách cái quần là ghê quá. Bây giờ ra tới đầu đường bị dắt té đó, bà mới là cái người đi trước tôi á. Mập vô duyên.
nói á là dọn dẹp nhà cho tôi mà bây giờ răng ra ngủ. Ngủ đang dọn á, thiệt thiện cái mỏi lưng quá ngã cái sao nó phê luôn. Chịu nói luôn, giống như ai bỏ gì vô đồ ăn thuốc ngủ gì chứ. Ở nhà tôi nấu mà ai bỏ thuốc ngủ vô đồ ăn? Vô cho heo cho gà ăn đi, tới giờ rồi đó. Người còn chưa ăn nữa, cho heo cho gà ăn. Muốn ăn đòn không? Nữa. Muốn ăn đòn không? Dữ quá, không có chồng luôn á. Gì đâu không. Quà cáp. Tính dụ dỗ chị hai tôi. Mày hả Cường? Tao nè. Mày đâu mày ăn mặc gì giống khùng vậy? Khùng gì khùng? Đi nhắc ma. Mày nhắc ma gì nhắc ma ấy? Có một cha kỹ sư mới về đây, nhìn khó ưa lắm mày. Cho nên tao nhát chả. Còn mày, dạo này cuộc sống mày sao? Mày ở trên đó mày sống sao? Rồi làm ăn sao? Rồi sao thấy mày xinh sao quá vậy? Rồi giờ mày về đây rồi mày ăn uống gì chưa? Rồi mày mệt không? Chạy nãy giờ rồi bao lâu về gặp mày cũng nhiều chuyện như xưa à. Tao đi làm trên thị xã giờ về. Ủa mà còn mày á, mày nói mày nhát ma người ta, sao mà bị ai rượt chạy mất dép vậy? Ừ ha, mày nói tao mới để ý mất chiếc dép rồi. Hèn chi nãy giờ chạy thấy nó đau đau mà không để ý. Được vẽ mơ ước tươi sáng tương lai, và một ngày sẽ quay lại đàn viên hạnh phúc.